Biết ông cho bún bào chưa? Dạ chưa biết ạ. Bún bào là 25.000 một ký. Dạ. Còn bắp chuối là 30.000 một ký. Ờ. Nói chung là bà bán rất tội nghiệp. Dạ. Vì bà bán mà bỏ vối. Dạ. Bà bán mà bằng thế này là từ sáng đến chiều rất là ít. Dạ. Thế đấy á, nhưng mà tại vì bà làm cuộc sống. Dạ. Ừ. Cái gì có biết bà không? Biết bà Dục này lâu chưa? Biết từ hồi nhỏ rồi tới lớn luôn. À. Rất tội nghiệp. Dạ. Hơn. À, cái số tiền chị xòe hết rồi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu ạ. Vâng, thì đây là gì nói với gì là có chị Kim Nguyễn ở Cali gửi tặng 1 triệu. Chị Kim Nguyễn ở Cali gửi tặng cho cô 1 triệu. Đó, rồi, thì cảm ơn đi. Cảm ơn. Đây, cảm ơn chị. Bà người Việt Nam hay người đâu? Dạ. Bà không nhớ á? Thế bà xin tiền rồi xong bà đi về đâu? Bà cũng không biết luôn. Bà không nói được á? Rồi thôi, con gửi bà tiền ăn cơm nhá. Gửi tiền ăn cơm thì hiểu luôn. Bà thích lấy tiền lẻ à? À, dạ, rồi ok. Đấy, bà xin được nhiều chưa? Đây, biếu bà 50 tiền ăn cơm nhá. Bà không nói được à? Dạ. À. Ồ, vâng, ok. Rồi, thế chào bà nhá. Rồi, vâng. Mình gặp một cái bà cụ này ngồi ngoài đường mà bà lại không nói được tiếng gì. Bà ấy có một cái cốc này, bà ấy xin tiền này. Đó, à. À. Đó, bà không nói được gì cả. Đấy, thì có hỏi bà thì không thấy bà nói gì cả. Thì thôi, thấy bà toàn xin tiền lẻ thì thôi biếu bà 50 ngàn cho bà ăn cơm. Đây là hình như là chè này, chuối này, rồi cái gì đó. Người ta cho bà để bà ăn đó. Rồi thôi, chúc bà sức khỏe nhá. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Ôi rồi, con cảm ơn bà. Rồi chào bà nhá, để con đi. Dạ. Cô mà mua ve chai, chào các bạn, trời mưa thì các cô ve chai cô ấy mang các cái vỏ thùng rồi giấy lộn các thứ tới đây các cô ấy bán đó. Hello quý vị các bạn. Hôm nay giờ trời Sài Gòn thì đang có những cái hạt mưa nhỏ. Giờ thì Tuấn Dương sẽ đi vô chợ Nhật Bảo. Nay thì mình đi cái lối này là lối Nguyễn Duy Dương. Cam sành 15.000 một ký. Hôm nay thì tới đây để gặp một cái người phụ nữ rất là quen thuộc của chúng ta. Đó là dì Dục. Và dì Dục này thì bán rau chợ Nhật Bảo. Đây, chúng ta sẽ đi lối này. Đây cổng chợ Nhật Tảo lối vào hướng bên Nguyễn lối vào đây là Nguyễn Duy Dương ạ. Rồi chúng ta sẽ đi vô đây nhé. Chợ Nhật Tảo. Rồi vô thôi cả nhà ơi. Nay thì mình sẽ tới để trao một cái món quà cho bà dì Dục bán rau. Đây, tối đi vô chợ đây. Dạ. Mọi người đang buôn bán. Đây, hôm nay thì sẽ tới cái sạp của dì Dục bán rau. Chưa đây mọi người. Bán hàng đắt hàng không chị? Chị đắt hàng không? Trời ơi, cười duyên thế. Sao mắc cười? Trời ơi. Sao chị? Không lấy cái đất tay. Dạy nào cũng đi tiền cái tay mà. Cái cấu ngập không ai mắc.
À, là sao? Ờ, cái chốt này mà. À, thế bây giờ mình tự móc, mình tự móc. Để mà người ta không vào. Thôi mình tự móc, bởi vì các bác đừng có vứt rác ra. Các bác vứt rác ra, nó tự nó rớt xuống cống, xong rồi lúc mưa là nó không. Trời, này rác đầy này, rác đầy đây thì tự nó sẽ lấp vào cống, mình moi lên thì mưa nó không bị ngập. Rồi rồi. Ốc này nhiêu tiền ký đây em? 35.000. Có ốc bự hơn không? À. Rồi. Anh Thọ muốn ăn ốc thì đến cái số 18 này gặp cô này. Em có số điện thoại không? Ví dụ cái nào có ốc điện cho anh được không? Không nhớ số điện thoại. Không nhớ số điện thoại á? Dễ thương này, không có số điện thoại. Nó đẹp lắm, nó chữ. À, vậy à? Sao cô biết hay vậy? Có tươi không? Em quê ở đâu? Em quê ở đâu? Bến Tre. Bến Tre à? Rồi, Bến Tre dễ thương quá à. Rồi, thôi anh đi nhá. Rồi, dạ. Rồi, bà sẽ đi gặp cho các bạn quay cái cảnh chợ chút xíu. Lên luôn rồi gì bán đắt hàng không? Đắt hàng luôn. Ồ. Mít này là nhiêu tiền ký gì? Cái bình này. 80.000. À, còn đu đủ này gọt rồi nhiêu tiền? 10.000 miếng. 10.000 miếng. Còn mà chưa lọc mà Sen City. Sen City là sao? Là tiếng Anh là 80. À, 80 tục. Tiếng Anh nói sao là 80. 80.000 á. SC 1000 đồng. SC 1000 đồng. Vậy mà là cháu bao này nói Sen City. Sen. Ai là hỏi như cái bánh là Sen City là biết tám. Sen City á. À, ôi trời ơi, gì nói tiếng Anh như gió luôn á. Con nhỏ nó đọc tiếng Anh như vó luôn không? À. Hỏi bánh mà ra là mấy người Tây á là dạ. Hỏi như cái mình bán 80 mà hỏi nói sao nói Sen City. À. Nè kia nó nói Sen City là đi đó. À. Ôi chào dì nhá, con nay ra ra chỗ dì Dục bán rau, dì biết không? Đằng kia kìa. Vâng vâng, ok. Rồi, đây có ba cái còn bán tỏi, tiêu, rau, gà. Đây thì bán bún mắm 20-22k, cảnh chợ Nhật Tảo, các bà đi chợ, bán khô. Các loại khô, trái cây. Đây có một cái hẻm này đi ra kia là đi ra đến bà Hạt á. Đây các cô. Đó, các cô đang làm tôm. Rồi hello, đi khỏe không? Hôm nay lại lấy nhiều thêm rau nữa à? Nay bán được nhiều chưa? Bán được đêm 2 thì bán được từ sáng giờ bán được bao nhiêu bó rồi? 10 mấy bó rồi. Vậy đủ tiền cơm trưa rồi đúng không? Bây giờ hết tất cả chỗ rau này bao tiền gì? Bây giờ mua hết cái mớ này là bao tiền? Mua hết cả cái sạp rau này là nhiêu tiền? Không, mua hết cả cái sạp rau này là bao nhiêu tiền? 150.000 nguyên cái mớ này á? Sao rẻ thế? 150.000 Cái nào chị? Đợi chị nói các giá giùm em cái. 70.000 một ký. 70.000. 50.000 một ký. 50. Còn cái này là 30.000 nè. 30.000 một ký. Còn rau nhút này. Rau nhút này là 30.000 một ký. 20.000 một bó. 20.000 một bó. Rồi. Còn cái đây hả? Cái này là 5.000 một bó nè. Tôi mua ngoài tôi biết 5.000 nè. Cái này là 5.000 nè. Cái này là 6.000. 6.000. Dạ. Còn cái này là 30.000 một ký nè. Dạ. Ừ. Đó là quá. Còn cái này đó là 10.000 một bó nè. 10.000 một bó. Dạ. Còn cái rau thơm này là 40.000 một ký. Vâng. Thế bây giờ làm nào cân hết cái này lên được không? Cân hết đóng bao tải con mang về con phơi khô ăn dần được không? Chịu không? Không chịu á? À?
Mua ủng hộ thì được á. Rồi. Dạ thì biết cái bún bào chưa? Dạ chưa 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 biết ạ. Bún bào là 25.000 một ký. Dạ. Còn bắp chuối là 30.000 một ký. Ồ. Nói chung là bà bán rất tội nghiệp. Dạ. Vì bà bán mà có vối. Dạ. Bà bán mà bao thế này là từ sáng đến chiều rất là ít. Dạ. Thế đấy á, nhưng mà tại vì bà làm chuyện cuộc sống. Dạ. Ừ. Cái gì có biết bà không? Biết bà Dục này lâu chưa? Biết từ hồi nhỏ rồi tới lớn luôn. À. Rất tội nghiệp. Dạ. Hơn. Rồi đó thì nói 150.000 là nói lộn đúng không? Cái này là bà bán trước bà trả sau. Dạ. À. Ví dụ như buổi sáng bà lấy hàng hết. Dạ. Thì là buổi trưa thì là sẽ có người tới là lấy tiền của bà hoặc dạ. buổi chiều tối. Dạ. Chứ không phải là bà bán mà bà không có bà trả liền một lúc đâu. À. Không có vốn trả liền một lúc. Không, dạ. không có vốn mà buổi sáng là người ta bỏ hàng cho bà rồi buổi trưa bà trả tiền rồi buổi chiều bà trả tiền. Dạ. Giống như có những món mà 2-3 ngày mới trả tiền. Dạ. Tức là khi nào không có đủ thì là họ đúng cho rồi. Trả thiếu. Ờ. Còn cái sạp này thì mình mướn bao tiền một tháng? Một tháng 1 triệu. Đúng rồi. Ờ. Ai cho 1 triệu? Tại vì họ thấy bà già cả cho bà thuê một tháng 1 triệu thôi. Dạ. Thực tế bây giờ là một cái chỗ ngồi như thế này là phải 50.000 rồi. Dạ dạ. Dạ đó. Rồi chị tên gì chị? Dễ thương quá. Chị coi là thỉnh thoảng thôi chị tới tư vấn giúp bà cái. Chị tên Tiên. Chị Tiên ở chợ Nhật Tảo luôn. Dạ. Ngày xưa chợ này tên gì chị? Chợ Gia Bà Bầu. Chợ Gia Bà Bầu, tại sao gọi Gia Bà Bầu á? Chị cũng không biết luôn. Không biết luôn. Chị sống ở đây từ nhỏ đến lớn luôn, chị không biết. Rồi, rồi chị dễ thương quá. Và thế mà hôm nay thì bà bán hàng có khách lạ không? Có. Họ tới có mua dạ. Dạ. Vâng, đúng rồi, nói chính xác. Đúng rồi. Thế là đang trẻ rau cho ai đấy? Trẻ bán nha. À, trẻ bán. Vâng. Nói chung bà rất tội nghiệp. Ngày dạ. xưa bà cũng có nhiều mối mà sau này có nhiều người bán quá. Dạ. Bà già bà bào không ngon mà những người khác. Dạ. Mối bà rất ít. Dạ. Nó thật là như vậy. Dạ. Ừ. Mà thỉnh thoảng thấy chị dễ thương này đứng mời khách dùm. Thường cũng bán hàng chứ là tại sao chị bận. Vâng. Chị bán mặt hàng gì? À, bán bên kia. Kia. À. Ê, hôm trước là gì nghèo. À, hôm nay con tới là biếu gì 1 triệu. Đó. Bây giờ có một chị đây là chị Kim Nguyễn ở Cali. À, chị Kim Nguyễn ở Cali này, chị có gửi là biếu dì Dục bán rau ở chợ Nhật Tảo. Đó, số tiền là 1 triệu. Đó. Thì giờ mình đây. Giờ con chị qua chị đếm tiền dùm gì này. Đấy chị xòe ra cho mọi người biết nhá. À, cái số tiền chị xòe hết rồi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu ạ. Vâng, thì đây là gì nói với gì là có chị Kim Nguyễn ở Cali gửi tặng 1 triệu. Chị Kim Nguyễn ở Cali gửi tặng cho cô 1 triệu. Đó, rồi, thì cảm ơn đi. Cảm ơn. Đây cảm ơn chị. Rồi nhá. Rồi thì gì cầm đi. Dạ. Cảm ơn cô to lên cô. Tôi cảm ơn chị đã giúp đỡ cho tôi. Dạ. Rồi chúc bà chị dạ. chúc bà sức khỏe và giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ. Rồi. Ghép online điện thoại coi. Làm gì có một số điện thoại. Không có anh kìa. Không em không có số. Anh nói không có cái kìa mà tội nghiệp thì chỉ cho anh. À, anh dạ. Em cũng bận việc lắm chị. Giống như em cũng nhiều việc lắm nên là thực sự là những cái hoàn cảnh khó khăn cũng rất là nhiều. Nhưng mà giống như là mình thì sức người cũng có hạn chị ạ. À, đó. Cái nào mà tệ quá thì chỉ cho dạ. anh giúp đỡ. Dạ dạ. Rồi. Rồi. Thì rồi chúc bà đắt hàng nhá. Rồi giờ con xin phép con đi về đây.
mấy ngày hôm qua thì tiền cất giữ gìn cẩn thận nhá. Rồi, ở đây thì các bác ấy đang bán thịt, bán rau, bán tôm, cua. Đây các cô đang cắt tôm, cua. Hôm nay thì trời Sài Gòn đang mưa. Cái chỗ sạp bán rau của bà cụ này là số 42 Nhật Tảo, phường 4, quận 10 á. Đó, còn đối diện bên kia thì là số 43. Đối diện bên kia là số 43 các bạn. Thì nếu như ở Sài Gòn thì các bạn có thể ghé đây để ủng hộ bà cụ nhé. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video clip kế tiếp ạ. Rồi, hôm gì bà bán hàng đi. Bà cứ làm bình thường. Khéo tay quá à? Trời ơi, sao chữ gì xăm cái chữ gì lên đây? Ai trời ơi, giờ ăn chơi đấy, xăm chữ gì thế này? Toàn số điện thoại người yêu hay là ai đấy gì? Em có số gì chị có số đó. Đây là người lắc vàng này, nhẫn vàng này, đô la này, kim cương này, trời ơi, xăm đầy tay này đó. Ủa bà hỏi là chị viết cái chữ gì đấy? Chị viết là chữ rau không ạ? À, viết cái số lượng rau đúng không? À, số lượng rau mà bây giờ vậy tức là người ta kêu hàng thì mình ghi vào tay. Đây cái chữ này là gì đấy chị? Một gì đấy? Đậu hũ non. Một đậu hũ non, ở dưới là gì? Hai đậu hũ chiên. Hai đậu hũ chiên, trời ơi quá tuyệt vời. Bây giờ vậy thì các cái nhà sản xuất và giấy vở ra là không có bán được luôn. Không có chị hàng đâu. Mà cái này là viết đi viết lại nhiều lần đúng không? Đúng rồi. Viết cho tới khi là sang thế giới bên kia. Khi nào coi như là mình mình tắm rửa đi là mình lại viết lại đấy, nó hơn cái giấy vậy. Đây là xài muôn thuở. Chị bán rau đây lâu chưa chị? Dạ chị bán lâu lắm rồi. Được mấy chục năm rồi chị? 40 năm rồi. Ủa vậy à? Trước chợ này tên gì chị biết không? Bà Bầu. Sao gọi bà Bầu chị? Với bà có chợ. Bà có chợ nên gọi chợ bà Bầu á. Tức là chợ ngày xưa có tên là có cái cây da bà Bầu ngoài này. Thế rồi một cái giải thích mới mà con cũng ngày xưa thì có người nói là mấy bà Bầu ngồi ở đây. Không phải. Chị cho em biết giá của những loại này được không? Măng này nhiêu tiền ký chị? 40 ngàn. Còn đậu bắp à? Đậu bắp thì 25. Đậu que. Đậu que của chị là 40. 40. Khổ qua. Khổ qua 20. 20. Rồi. Su hào. Su hào 25 ngàn. Củ cải trắng ạ. Củ cải trắng 15 ngàn. Củ cải đỏ ạ. Củ cải đỏ 30 ngàn. Tần ô.
25 ngàn ký. Chính là nhà cung cấp thì sao rồi đó. Trời ơi, hỏi thăm để mai mốt vợ có sai đi chợ mua để đúng giá, không có mua dư rồi nó uýnh cho chết, không uýnh không cho ăn cơm á. Chị quê gốc ở đâu? Hà Nam đi. Ô, Hà Nam Phủ Lý hay sao? Đúng rồi, Hà Nam Phủ Lý. Ồ, em biết ở đấy. Chị Hà Nam là huyện nào? Thì chị sẵn ở trong đây thì chị biết ông bà chị ngoài. À, coi là quê gốc của đó đúng không? Ờ. Ồ, Hà Nam Phủ Lý thì em cũng hay ghé đó. Nghe nói cái văn hóa tổng hợp đó là của đất của ông bà. À, chưa chồng á? À, thế à, ôi trời ơi, thế có ông nào là mai thế đấy, trời. Chú chồng mà có con. À, thế à, thế mấy cháu, chị được mấy cháu? Thì không có em bé, cho nên. À, vậy à, trời. Thôi ở vậy mình cho khỏe chị ạ, muốn làm gì làm. Không, đỡ làm mất lòng ai. Chú chồng, mà có con. À. Rồi, thôi, cảm ơn chị nhá, chúc chị sức khỏe. Nay tới biếu bà Dục bán rau 1 triệu nữa. Đó. Vâng. Bác Dục hả? Vâng, vâng. Bác Dục đi đây, có. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Rồi, rồi. Ồ, cá này cứ quá. Đây, cá chép. Mực. Rồi, ra đi. Vâng. Được quá. Hello chị. Vâng. Vâng. Hôm nay tặng thêm 1 triệu nữa. Có chị ở Cali, chị gửi tặng 1 triệu nữa. Dạ. Vâng. Thì thôi giúp đỡ gì để cho ý bớt khó khăn. Vâng. Thì có ai giống như là khó khăn thực sự thì thôi chung tay giúp họ. Hôm qua tính là bà tính rủ chị đi chùa Từ Hạnh nhé. Qua là đi từ thiện tặng 43 cụ. Nhưng mà mình tới trễ có 2 ngày một cụ đi Bình Hưng Hòa rồi đó. Đấy, hôm trước thì các cụ bảo các cụ. Hôm qua em đi với dì ba hả? Dì ba với cô Vân. Biết rồi. Với cả bạn em nữa. Dạ. Chị ngày xưa chị đi với dì ba nhiều. Vâng. Với lại cái nhà mà bà Sáu mà tối dì ba hay đi qua tụng kinh. Dạ dạ. Dạ dạ. Vâng. Hôm nay còn nhiều đồ ấy. Dạ, cái đó. Bóp này đi bóp bánh. Rồi.